bất động sản nghỉ dưỡng cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị. Với mặt tiền rộng 66m, chiều sâu 44m, có ao, có đất, có nơi để cho anh chị xây nhà. Trời ơi, cực kỳ tuyệt vời luôn, với giá cực kỳ tuyệt vời luôn, chỉ 1 tỷ 6 thôi anh chị. Bây giờ theo chân em nhá. Dạ xin kính chào quý anh chị, hôm nay em có một siêu phẩm cực kỳ tuyệt vời cho anh chị luôn. Hiện tại bây giờ nếu anh chị có 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 6 anh chị sẽ làm gì? Mua một lô đất ở khu dân cư, hay là anh chị muốn làm một căn nhà vườn nghỉ dưỡng, thì đó là tùy theo nhu cầu của anh chị. Thì hôm nay em có một vị trí cực kỳ cho anh chị nghỉ dưỡng luôn anh chị. Anh chị thấy không? Bây giờ nhá, em làm khu dân cư này, có đường điện nước có sẵn này, xe hơi đi đường này, đường xe hơi đi thoải mái nha. Đấy, xe hơi xe kia né nhau thoải mái, anh chị thấy không? Rồi, đường dân cư này, đó, dân cư ở sẵn và đường điện có sẵn anh chị. Đó, lúc nãy nó hơi ồn quá em cắt cái khúc kia ra. Thì bây giờ đấy anh chị thấy không, dân cư ở sẵn, đường điện có sẵn này, khu dân cư đông đúc này anh chị này. Đó, anh chị thấy không, khu dân cư này rất là ok rồi. Và em đang ở xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giáp ranh của em là Vĩnh Tân luôn. Từ vị trí của em đi qua khu ngập sông Mây á, chỉ tầm khoảng 15 phút đi xe máy thôi là anh chị tới khu ngập sông Mây rồi. Đây, vị trí của em đây là con đường của mình đây. Thì đây chính là con đường đi xuống. Con đường hiện tại bây giờ vẫn là đường đất, nhưng mà nó rất là rộng nha anh chị. Từ vị trí bên này qua vị trí bên này em thấy là khoảng 5-6 mét, 5-6 mét nha anh chị nhá, rộng lắm. Rồi, căn nhà của mình đó anh chị thấy không, lô đất của mình ngay đấy luôn. Từ mặt tiền đường chính, đường nhựa đi vào chỉ tầm khoảng 20 mét thôi, 20-25 mét là anh chị tới thấy vị trí đất của mình luôn. Rất là gần chứ không phải đi đâu sâu xa, mà giá em thấy cực kỳ tốt trong thời điểm này luôn, quá tốt. Anh chị kiếm đâu ra 1 tỷ 6 mà anh chị có 2.600 mét vuông, 2.600 mét vuông anh chị nhá. Với chiều dài mặt tiền này, từ vị trí này này, đó, có cái eo, đi qua khu vực chuối kia là 66m, chiều sâu là 44m. Trời ơi, rộng chưa anh chị? Đó, thì bây giờ em sẽ quay từng vị trí cho anh chị coi. Đây, đầu tiên là vị trí đầu tiên là cái mặt tiền của mình chỗ này, là anh chị có thể đập hết cho người ta, xây một cái nhà vườn ở đây cho em. Đó, vị trí này xây nhà vườn, vây hết lại. Đó, và đây vị trí eo của mình này thì không? Đây là eo này, cái eo này khoảng một xào, hơn xào tí xíu, đó anh chị thấy không? Có đất làm nhà, có ao, và bên cạnh đất đấy anh chị còn có dư đất để anh chị trồng cây, thả gà, thả vịt. Anh chị thấy không? Đấy, bên đấy thả gà, thả vịt. Em sẽ đi qua cho anh chị coi nhá. Đó, 66 mét mặt tiền, đi bộ mệt chân luôn. Đây, thì ao của mình xong, thì đây chính là cái phần đất của mình này. Phần này anh chị vây lên, thả gà ở đây, thả vịt ở đây, anh chị thấy không? Bên này này, dân ở này, người ta thả gà này, thả vườn này. Đấy, đây là gà thả vườn anh chị thấy không? Ôi trời, rất là nhiều luôn. Gà mà thả như vậy mà không khỏe làm sao mà được. Anh chị cứ thắc mắc tại sao gà ở Vĩnh Tân mình rất là khỏe, rất là ngon, thì người ta thả vườn như vậy anh chị này. Đó, người ta thả vườn như vậy thì gà phải chắc khỏe thôi, chứ đâu có nuôi nhốt như, giống như là gà công nghiệp đâu, gà trắng đâu. Anh chị thấy không? Đó, mà giá gà hiện tại bây giờ tầm khoảng 65 đến 75 ngàn một ký. Anh chị đi, bây giờ nguyên khu đất mình bây giờ đây, đó, phần diện tích của mình đây, anh chị vay lên là một nơi thả gà đấy, rồi thả vịt ở đấy, thả vịt thì vịt xuống ao, thả gà thì gà ở đây tập trung đây. Rồi, bây giờ em sẽ đi ra lại cho anh chị coi nhá. Đó, thì phần cuối đất của mình nằm đây này anh chị này. Đây, đây là phần cuối đất của mình đây. Đó, đây đây, phần kết thúc bụi chuối này chính là phần cuối của mình đây. Anh chị thấy không, vị trí đất của mình đây, đường của nó là rộng 5m đến 6m, đi thẳng ra ngoài, đường nhựa chính chỉ có 20m, 66m mặt tiền, quá tuyệt vời. Em cũng ngạc nhiên luôn, hôm nay em đi xem những sản phẩm em thấy ngạc nhiên cực kỳ. Có 1 tỷ 6 ngày xưa không thể nào kiếm được miếng đất mà mặt tiền nhiều như thế này, mà hai xào mấy, gần 2 xào 6, mà có vườn, có ao và có nhà luôn. Cái nhà kia nhà cấp 4 nhỏ thôi, nhưng mà cái đấy anh chị đập đi có thể là một cái nhà cực kỳ đẹp luôn. Thì thấy không? Mà đất này cũng khá là vuông vức nha anh chị nha, khá vuông vức. Đó, cái phần đấy anh chị cần vây lên này, vây hết lên, vây rào xung quanh lên, xây tường cao lên tí xíu chỗ này nhá. Cái chỗ này anh chị mà làm cái cổng, làm bức tường chỗ này này. Đó, anh chị làm bức tường ở chỗ này, làm bức tường lên, anh chị đổ bê tông ra tí xíu, thành một con đường đi quanh hồ. Trời ơi, còn gì đó tuyệt vời nữa anh chị. Em mà có cái miếng đất này nha, đấy, phần giữa hồ đấy, em làm một cái nhà nổi, làm cái nhà nổi luôn. Đó, thì buổi trưa ăn bạn bè đến đây chơi ấy,
ở trên nhà nổi đấy. Còn không thì anh chị xây một cái nhà 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 ở đó, cái cầu bắc qua, cầu bắc qua. Ôi trời, tuyệt vời quá. Thì mọi thông tin chi tiết về lô đất này, anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0772088263. Em sẽ cung cấp cho anh chị đầy đủ những thông tin về lô đất này. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều và hẹn anh chị clip tiếp theo.